Tuyệt vời. Đây là cái công trình này là cái ngồi đang làm đó hả? Chạy dọc tới ngày đó Nam Ô nè. Ngày đó Nam Ô nè. Thì bé rộng Nam Ô chứ. Dạ. Bé rộng Nam Ô đây. Mình đây nữa. Dạ, cái bé rêu. Dạ. Đây là Dạ, cái khu villa ở trong này chú ạ. Khu villa và khách sạn ở trong này. Còn ở ngoài này là tụi con làm giải này là giải shop house. Villa bên kia. Cái đường đang xây dựng này là cái đường này đây. Đường làm sao đây nè? Dạ không, cái đường đây. Còn cái này là đường đường lớn chú ạ, đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Lương Bằng. Nguyễn Lương Bằng. Dạ. Cậu này cái gì ạ? Cái núi Dạ, là núi Sơn Dương. Sơn Dương. Dạ. Núi có cái tượng. Công trình này nó nằm hết là công trình này toàn bộ là bô vòng qua mini luôn ạ. À, cho cầu Nông Ô, cầu Nông Ô này. Cứ hạch họ mua sang không? Nghe đúng không? Dạ, đi xong có dự kiến thôi. Dạ. Dự kiến năm 20 không phải bón sang cái này không? Dạ, cái giải này là dự kiến trong năm sau, còn mà bên kia thì không được. Cái trụ cho nó là có một đường chạy quanh đây hả? Dạ, quanh cái gần đó thì tụi con sẽ dự kiến là làm một cái cầu đi bộ xung quanh cái cầu đi bộ để xung quanh cái gần. Hey, cầu đi bộ. Cảm ơn cũng nghe. Hey, xin chào các bạn nha. Hey, tôi đang đứng tại ngay cái ngõ ba đường Nguyễn Tất Thành. Đấy. Cuối đường Nguyễn Tất Thành chính á, còn Nguyễn Tất Thành nó dài bởi vì ngã ngã ba Nông Ô nên có một đoạn từ ngã hai chỗ qua này đi Nguyễn Tất Thành nó dài nữa các bạn. Nên ta đang đứng chỗ cổ qua này và tôi làm một video về cái tà tháp đôi tại Nông Ô Quỳ Hịp Đà Nẵng. Đấy. Đây là cái tòa tháp đôi là Nông Ô. Đấy, các bạn thấy tòa tháp đôi à? Tòa tháp đôi hiện tại đang tiếp tục thi công đây các bạn. Hiện tại đang lên cái tầng thứ 24-25 rồi. Đấy, bên đây là tầng thứ 24-25 rồi. Còn bên đây là tầng thứ 21-22.
Đấy. Thì cái tờ sóc đôi tại Nam Mô rất là to đấy các bạn, thuộc loại cũng mà thuộc loại bờ nè của Đà Nẵng này, hay gọi là Asia Đà Nẵng, hay là một cái tờ sóc đôi về nhà ở. Tôi sẽ đi quanh cái khu vực này thì sẽ có một xem nè. Đây khu vực ở đây là khu vực Nam Mô. Đây các bạn thấy ở ngoài biển, đó là ngoài biển, biển Xuân Thiều, biển Nam Mô ấy. Khu vực ở đây giờ hiện tại rất là đẹp các bạn. Giờ rồi đang làm một cái vỉa hè tại Nam Mô này rất là đẹp, bạn thấy đẹp đấy, bên cạnh cái tà tháp đôi này, họ đôi rất là to, rất là đẹp. Khu vực ngay chỗ này, Nam Mô này đang xây dựng rất nhiều rồi, mấy công trình luôn. Và bên cạnh cái công trình chỗ Nam Mô này là có một công trình mới, đó là những cái resort, một dãy resort, gọi là resort Nam Mô nho Trung Thủy đầu tư xây dựng này. Tôi đi sẽ đi dọc theo này đây, tới dọc theo cái bờ biển Nam Mô này để chia sẻ các bạn tiếp tục cái gì cái trò sọc này quá, sọc năm so vậy. Có một cái nhà trưng bày rất đẹp không, đấy biển Nam Mô đây. Nam Mô đẹp chưa? Wow, đẹp quá. Đây sò sọt này đang thi công xây dựng này các, ngồi đây là đang trồng dưa nè. Đây dưa mới trồng nè. Một cái này chỗ này sẽ là một con đường chạy dọc theo cái này. Đây, con dừa này, con dừa này nó mới trồng này, để cho
thêm một công trình cho sọt mé đang xây dựng. Này sẽ có một đường chạy về theo cái này, chúc tư Nam Mô luôn, chúc ra ngoài cái gành đá Nam Mô, bể rộng Nam Mô chứ. Phía kia là bể rặng Nam Mô đấy các bạn nha, gành đá Nam Mô, kia là gành đá Nam Mô.
Ê, con đường này mai mốt con đường này sẽ thông thông tới chỗ nhà, chỗ cái tòa tháp đôi.
Asina đây này. Thank you.
là cái công trình này là cái ngồi đang làm đó hả? Làm tay đằng này.